Thưa quý vị, trưa nay ngày 9 tháng 4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên xã, đoạn qua thôn Đắc Xuân 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe container va chạm xe máy do hai bà cháu điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại, khiến hai người này tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, chiếc container biển số 76H01126 kéo theo rơ móc lưu thông trên đường liên xã hướng từ huyện Bù Gia Mập đi thị xã Phước Long. Khi đến đoạn qua thôn Đắc Xuân 1, xã Phú Nghĩa, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 67D104282 do hai bà cháu điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ, chiếc xe máy vỡ nát nhiều bộ phận. Chiếc container lao sang bên phần đường đối diện, lật ngang bên lề đường, hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.